Phong mến chào quý vị và các bạn đến với Sư Nẫu. Hôm nay Sư Nẫu có mặt tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bây giờ là cận ngày Tết rồi, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với Sư Nẫu sẽ tham quan chợ hoa ở tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bây giờ thì quý vị và các bạn đang nhìn thấy thì mọi người rất là đông và tập trung về chợ hoa ở đường phố rất là nhiều. Bây giờ Sư Nẫu muốn gửi đến cho các bạn những hình ảnh nhộn nhịp. Đây quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi vào những con đường trên thành phố của Tuy Hòa. Chúng ta nhìn các nẻo đường đang bây giờ là trưng bày hoa rất là nhiều. Đó. Ok. Ở tại thành phố Tuy Hòa thì bây giờ quý vị và các bạn nhìn thấy rất là vui. Mọi người ai cũng phải đến chợ hoa này để chọn cho mình một cái chậu hoa thật đẹp và mang về để mà trưng bày những ngày Tết. Đó, bây giờ thì quý vị và các bạn thấy những người đẹp đang đứng cạnh những cái chậu mai nở đẹp và chụp lấy những cái ảnh đẹp của ngày xuân. Quý vị và các bạn nhìn đường phố thì hoa nở thật đẹp và con người cũng đang sửa soạn cho mình một nét đẹp thật là đẹp. Hiện tại bây giờ giới thiệu cho quý vị và các bạn là mọi người ở các cái tiệm mà làm đẹp như spa thì hình như là tiệm nào cũng đông nịch người, có người phải chờ đến một buổi mới làm xong cái sắc đẹp của mình, chẳng hạn như là uống tóc, nhuộm tóc, kính thưa các loại đỡ mà trang điểm cho mình một ngày xuân có vẻ đẹp nhất. Đường phố đẹp và con người cũng đều đẹp. Hiện tại bây giờ tại thành phố Tuy Hòa thì nhiệt độ xuống 22 độ C thì rất thích hợp cho những cái hoa và nở ở đây. Mọi người phù hợp, trời không có nắng, mọi phù hợp cho những người đi chợ hoa rất là vui và nhộn nhịp. Đó, quý vị và các bạn đang nhìn thấy thì những người đang tụ họp mà chụp hình. Đây quý vị và các bạn thấy chưa, một người đẹp đang đứng cạnh những cái bông hoa, những cái ngày Tết để mà chuẩn bị. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy người mẫu này đang chọn cho mình những cái nét đẹp. Chúc mừng bạn có một nét đẹp trong ngày xuân năm 2020. Hello. Nói tiếp nhau những con đường rất là nhiều, kính thưa các loài bông và những cây cảnh và những đồ công mỹ nghệ cũng đang trưng bày bán ở đường phố.
Quý vị và các bạn, trung tâm của chợ hoa là ở ngay chỗ nhà hát Diêu Hầu, nói tiếp là chỗ ngã tư, là cách nhau từ ngã tư, cách nhau những con đường là 500m là bán hoa. Đó, quý vị nhìn thấy rất là xa xa thì vẫn trưng bày bán hoa đầy đủ. Giới thiệu cho quý vị và các bạn xem qua những cây mai cho xương bonsai. Quý vị nhìn thấy ví dụ như những cái gốc mai như thế này thì quý vị thấy rất là đẹp. Theo mình đoán thì trong đây mình nhìn thấy có 3 gốc mai mini. Thì theo như mình đoán thì 4 cây. Thì quý vị coi 4 cây này thì chắc có lẽ là 4 cây đây thì theo mình đoán thì phải vài chục triệu, chứ không có thể nào mà tính dưới được, phải vài chục. Đây quý vị, 12 triệu. 12 triệu hay là 120 triệu? Anh 12 triệu. Đây quý vị, theo như mình nghĩ là cây đây có 12 triệu là quá rẻ các bạn. Một cây ma như thế này thì theo mình biết phải trồng phải trên 10 năm. Trên 10 năm. Đó quý vị nhìn thấy. Đẹp. Quá đẹp quý vị và các bạn. Ok, như vậy Sứ Nẫu đã gửi đến cho quý vị và các bạn chợ hoa tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Xin hẹn quý vị và các bạn sẽ diễn ra các lễ hội ở tại tỉnh Phú Yên. Kênh Sứ Nẫu sẽ phát trực tiếp và đưa những hình ảnh đến cho quý vị xem những ngày xuân ở tại người Sứ Nẫu, Bình Định và Phú Yên. Kênh Sứ Nẫu sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về văn hóa, ẩm thực cũng như là sinh hoạt của người dân Sứ Nẫu. Tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn những video sau. Chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ vui vẻ và đón xuân tràn đầy hạnh phúc.